Bây giờ thì đến tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay ạ. Chúng ta xin mừng chào đón Vi và Hiển, là bạn của cô dâu chú rể, sẽ lên trình bày ca khúc Nửa đêm không ngủ, ca khúc do nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, rapper Long Cây sáng tạo. Thì không biết mọi người có biết không thì Long này, người rất là thân này, là một ca sĩ, rapper, producer. Long Cây. Có một YouTube channel Long Cây Production được 42 subscribers. Tiếp theo bài hát này, tôi muốn dành một lời, nói chung là chung vui sâu sắc nhất với hai bạn. Chúc hai bạn long lan, trăm năm hạnh phúc, vui vẻ. Midnight freestyle. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.